Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây? Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Monster Legend. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Chúng ta đã mở ra được cái sự kiện mới nhất rồi anh em ạ. Để lấy được cái con Dundra. Con Dundra chính là đây đây. Chúng ta sẽ cần phải kiếm đủ op, đủ 100 op để có thể chiều ra con này. Rất là đẹp và rất là khỏe nha. Theo như thông tin mình đọc này, cộng thêm 20% công, 10% máu, 10% tốc độ và 20% stamina. Con này mà không lấy thì đúng là quá phí phạm luôn anh em ạ. Con Dundra này, nên chúng ta cố gắng hết sức để có thể là chiến đấu cái này anh em ơi. Chúng ta sẽ cần chiến đấu một cái trận Butter trong này này. Đó, trận này thì có lẽ khá là dễ thôi. Chúng ta sẽ búp cho nó cái khả năng chống cái Possessor, cái khả năng điều khiển tâm trí. Và sau đó cho con này uống cái rượu độc. Nó sẽ tăng đam lên. Cũng như con này sẽ tăng thêm một cái lượng đam gấp đôi. Và thêm một cái lần extra turn. Thêm một lượt free nữa. Sau đó thì một chiêu chém. Cuối cùng là chém con này không chết à. Con này còn một tí máu này. Phản đam. Chém nó phát nữa. 500% đam cơ mà. Làm sao mà có thể chứ không chết được đúng không? Khỏe như thế này mà không chết được thì đúng bó tay. Từ từ nha, mình tắt bớt cái này đi á, cho đỡ lag. Ok. Rồi, chúng ta quay trở lại nào. Và fighting đã xong rồi. Hatching còn một lần nữa. Cho thú ăn. Collect gold. Collect gold thì có vẻ là hơi bị lâu ta. Mãi mà không được đủ gold đấy. Nên chúng ta đang cố gắng tập trung chơi con này để có thể lấy được con Dundra anh em ạ. Vì nó quá khỏe luôn đấy. Nó khỏe. Có thể là cho vào team chính cũng được. Và chúng ta sẽ tiết kiệm mấy cái runner speed level cao ấy. Để dành cho con này. Nhờ. Ý hay đấy nhờ. Chúng ta sẽ lấy vàng trước. Tập trung vào chơi con này để cho vào team chính cũng được. Hình như nó là một tăng cơ thì phải. Xem nào. Lấy vàng, lấy thức ăn, cho thú ăn. Hát trinh trứng này. Đấy là tất cả những gì ta có thể làm được bây giờ. Chúng ta phải cố gắng ít nhất phải lấy được cái đủ 100 cell chứ đúng không? Hoặc là 80 cell cũng được. 80 cell thì mình sẽ dùng 20 cell trắng của mình để mình cho nó đủ 100 cell. À đây thì mình có một con legend mới nha anh em. Đang sắp nở rồi đây. Con này nó sẽ là con tên là Copycat. Nó là một cái con như kiểu là chùm của một cái sự kiện. Cái đây tầm khoảng 2-3 tháng rồi. Khá lâu rồi. Có lẽ nó sẽ rất là khỏe. Là chùm mà. Là cái con lấy khó nhất ấy. Legend lấy khó nhất trong một cái sự kiện. Thì nó sẽ là mạnh nhất trong cái sự kiện đấy. Copycat cũng rất là mạnh. Xong chưa nhỉ? Chúng ta lấy hết vàng. Lấy hết thức ăn chưa? Chưa chưa. Bên này nữa này. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy thêm game. Các loại game. Các kiểu nữa. Truy cập vào đây. Hôm qua mình được thêm mấy viên game anh em ạ. Ồ, 5 op này, ngon. Đừng có cái kia được. Thêm một cửa thôi là mình sẽ săn được cái cửa. Yes, hay lắm, game. Ôi, hay, cho có 2 game. Mình sẽ dừng lại thôi, 2 game này, 9 cục op này, 5 cho thức ăn này. Và một cục shell metal, một cục shell kim loại. Khá tốt. Ở đây này, xong này. Bây giờ thì chúng ta sẽ có nhiệm vụ là hatching. Hatching vứt vào đây. Mình sẽ mua một chút, mình sẽ mua thêm hai con. Hai con hay ba con gì đấy cũng được. Một con này. Giá có 100 đồng thôi mà, mua thêm được ba con nữa. Hai con nữa. Mua trứng cho nhanh. Nhiệm vụ nó là nhiệm vụ ấp trứng, không phải nhiệm vụ breeding nên ta sẽ mua trứng nhanh nhất. Breeding thì nó hơi lâu. Đấy, ok. Đấy, đã đủ rồi anh em. Bây giờ sẽ cho nó ăn lên này. Cho nó ăn lên anh em. Đó. Học được chiêu Fight Duck. Gì gì đấy. Rồi, 9 này. Đó, có thêm coi, có thêm đùi gà này. Rất tốt, mình đang cần đùi gà. Đang cần đùi gà info. Có thể cho nó ăn lên thêm để kiếm được đùi gà không? Hình như mỗi con chỉ được một cái đùi gà thôi thì phải. Đúng không nhỉ? Đấy, 25 coi kìa. Có đùi gà không ta? Hiện tại con này không được cái đùi gà nào cả. Theo như mình thấy như vậy. Không có rồi, toàn là cà chua thôi. Toàn cà chua cho nó ăn rồi. Cà chua mình có tận đến 20m cơ, nên thôi ăn thoải mái. Không có nha, bán luôn thì.
Sẽ cho thêm hai con này vào. Cái nhiệm vụ kia mình có thể là dùng game để skip qua cũng được anh em ạ. Rồi, go to shop. Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó ăn lên. Coi coi 5 này, 7 này. Level 7 vẫn chưa có cái gì cả. Burning Bones. Level 8 này, level 9 này, level 10 này. Đó, Fire Duck. Fire Dust, không phải Fire Duck mà Fire Dust. Không có nhỉ. Ở đây thì sao? Tiếp tục cho ăn lên nào. Kiếm đùi gà cái. Hiện tại vẫn chưa đủ đùi gà. Hết rồi sao ấy nhỉ? Không thấy được nữa. Thế thì còn lâu lắm thì chúng ta mới hoàn thành xong. Đếm kiếm được 20 cục xeo con này hơi khó nhờ. Không phải dễ một chút nào cả. Ở đây thì cái này là xem để lấy những cái vật phẩm để vào cái sự kiện này nha. 24 game à. Nhiệm vụ fighting xong rồi này. Feeding Manter. Corrigan chậm thế nhờ. Hát trình cũng rất là chậm. Rồi từ từ. Cái này thì dành cho những người nhiều game ấy. Thì họ sẽ có thể lấy được những con rất là xịn. Không phải là con xịn mà nó sẽ được tăng thêm nhiều sao ấy. Chúng ta đang đi lấy để lấy mảnh. Mảnh con cá hay cái gì đây. Có lẽ lấy mảnh con cá này. Mình có lẽ là mình sẽ đi lấy một con thôi. Tập trung vào một con. Mình đang có 1000. 1000 coin thì có vẻ là không đủ rồi. Không đủ coin rồi. Ít coin quá đúng không. Xem nào. Sự kiện. Rồi cái này lấy coin này. Cái này là đi theo đường này anh em. Ok, bây giờ mình sẽ tấn công thôi. Chiến đấu ở trong mấy cái phần hầm ngục các thứ thôi. Kiếm thêm game nào. Trong này còn sẽ có thêm game cho chúng ta đây. Đó. Hầm ngục game mà. Đây, hầm ngục game mình đang chơi dở đây. Còn 1 ngày 2 giờ nữa thì nó sẽ kết thúc. Nên mình cứ chơi đã. Đấy, thấy thêm game. Tiết kiệm thêm game. Sắp vào sau cái sự kiện này hình như sẽ diễn ra cái sự kiện. Đó chính là đua Team Ray. Nên nhà tập trung chơi đi. Tấn công luôn. Sẽ cho nó gọi là Totem Berlin luôn. On enemy luôn. Xịt kìa. Mình sẽ để tốc độ nhân 2 cho dễ nhìn. Chúng ta tấn công con này trước này. Con này phải giết trước. Chết trước. Hay. Sau đó tấn công vào cái con ngựa này anh em. Con ngựa này cũng sẽ là khá khó chịu. Thêm một chiêu nữa này. Sẽ chết. Một chiêu nữa anh em. Thôi đánh con này đi. Mình có khả năng là đóng băng mà. Ồ, không chết à? Không chết à? Mình hết sạch năng lượng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đóng băng. Khả năng đóng băng ôn đâu rồi. Ôn enemy này. Bắn lên. Ồ, con này không dính nhỉ? Không dính thì vẫn sẽ chết thôi. Chạy đâu được? Chạy đi đâu? 5600. Kiếm thêm 2 game nữa là có 61 game rồi. Thêm một chút game ở đây. Ok, cũng khá là tốt. Trong này sẽ là có cục R Gym Cell. Cái này là Gym Cell. 1 trận, 2 trận, 3 trận và 4 trận. Ok, cho đánh được khoảng 3 trận nữa là sẽ xong được cái nhiệm vụ này. Hakai level 90, Skipperless level 108 này. Đánh kiểu gì đây? Lepu level 108. Đánh được. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ nên đổi team khác đi. Xem có con nào. Moment này cũng khỏe này anh em. Khá là khỏe. Bên này thì sẽ có Gelochon, Chris Andre, Baron Chaiter. Baron Chaiter rất là ngon. Về bên hệ lá thì con này khỏe nhất rồi. Mình sẽ đánh dùng team này. Baron Chaiter đã lâu lắm không gặp này. Baron Chaiter sử dụng chiêu con này thì có khả năng là phá cái gọi là cái nội tại của bọn monster này. Cái này khả năng là Blin và Ward Down hình như sẽ giảm thủ đúng không? Poison này. Đây rồi. Blin nó sẽ uống rượu và nó sẽ nhổ bọn này. Ý chà. Con thỏ tốc độ tốt nhất họ. Tốt nhất hội này. Giết nó. Giết con thỏ trước. Chính xác. Chết con thỏ này. Xong là đến con pháp sư này nó cũng sẽ là khá là khỏe. Nó sẽ tốc độ sẽ chậm hơn con Moment của mình một chút thôi. Giết luôn. Và cuối cùng là con Skipperless ở đây. 10.000. Mình sẽ hồi máu lại. Hồi đam hồi ấy chứ, hồi năng lượng lại chứ. Đồ máu không dùng con này. Cái này khả năng đánh lan. Cái này khả năng đánh lan. Cái này cũng khả năng đánh lan, toàn đánh lan vậy. Đây đây, chiêu này có vẻ đánh đơn này. Đánh lan thường thì đam sẽ yếu đi. Ôi hồi máu à.
Ok. 55% đam này. 50% đam này. Chơi đi. Bắn luôn 10.000. Giết nó. Epic quest đã xong. Yes. Khá hay. Bây giờ thì mình sẽ quay số và để đổi sang cái con tiếp theo. Trong này sẽ có chứa gì đây? Ba con Voltax Cell R. Con R thì mình không cần. Mình chỉ cần quan tâm đến đấy thôi. Quan tâm đến game thôi. Easy Game. Một hộp ngục Easy Game. Master Form level 108. Seamass level 108. Và Kauri level 108. Wow. Khỏe phết nhờ. Tốc độ nó hơn con Moment của mình nhiều. Nó chỉ kém mấy con Legendary của chúng ta thôi. Con này hình như cũng epic này. Giết con sói có cánh trước. Đấy, sói có cánh à. Giết nó anh em. Chết luôn này. Kiếm sĩ à, đấu kiếm không? Đấu kiếm không em? Chào cái gì? Samurai. Samurai, tốc độ tốt thế. Nhưng mà nó vẫn sẽ chết thôi. Đợt tiếp theo sẽ đến là Master Phong. Con hổ. Thái cực quyền. Hổ của Trung Quốc. Hết năng lượng. Hồi stamina này anh em. Wow, shit. Mình tưởng nó là cái gì thì ra đánh shit ạ. Vớ vẩn. Chết đi. Rồi thì mình sẽ quay nào anh em, quay số để kiếm được thêm ra một vài điểm nữa. Đó, một con vẫn là ba cục xe con Voltax. Ba con R. Ba xe con R. Ở đây sẽ có 8 này, 8 5 13 này, 13 cộng 10 là 14 này. À là 23 game chứ. 14 game nào. Ồ, con này con Queen là con Legend mà đúng không? Mình nhớ là nó là Legendary mà. Tại sao nó lại đứng ở trong cái hàng ngũ này? May quá mình có con X xanh nó khỏe. Nó có thể cân được team của bọn này. Chiêu khỏe nhất của nó là chiêu Epic Quest ấy. Chiêu 3 này. Nó sẽ khác biệt so với cái con người hùng tia chớp. Nó sẽ khỏe hơn nhờ cái chiêu đấy. Chứ mấy chiêu này cũng bình thường. Ví dụ gặp một con nào nó khác chế hệ lá thì nó cũng thế. Làm gì? Sunburn à? Wow. Thốn nhờ. 34.000 máu này, càng nó càng khỏe lên nha. Không hề yếu đâu. Đấy. Epic Quest giết nó. Rất tốt luôn. Quá hay. Rồi mình sẽ bắt đầu là quay nào. Để ra xem cái gì đây. Chúng ta sẽ có thêm, đó chính là cục Cell của R. 3 Voltax Cell đây này. Ôi hết trận rồi. Đã định đánh nhau với con vua sư tử này. Ở tí nữa mình quay lại, mình đánh nhau với nó nhá. Chắc chắn là tí nữa sẽ quay lại luôn. Ngay bây giờ rồi. Ở đây có sự kiện gì mới không? Vẫn là cái sự kiện này. Và một cái sự kiện mang tên là Love Season. Để sinh sản, thế thôi. Còn gì đâu nhỉ? Hiện tại thì cái này thì chúng ta cũng không thể cho ăn được thêm nữa. Và nó cũng chỉ tối đa thế này rồi. Có cố thêm thì cũng chẳng được thêm cái gì cả. Ở phía này thì hệ lửa này. Một này. Rồi, chúng ta sẽ mua thêm một vài con hệ lửa nữa. Ở trong này. Element. Hệ lửa này anh em. Thêm một con nữa. Xong rồi cho hết vào trong cái chuồng này luôn đi. Đấy. Rồi, ok. Sau đó sẽ cho nó ăn lên. Hy vọng sẽ được có đùi gà ở trong này. Đấy, Burning Bone xong rồi các kiểu luôn. Level 9, level 10 này. Đã xong. Bán cái này luôn. Sell luôn. Đấy, đã đủ. Bây giờ ta sẽ cho cái này vào đây. Cho cái này vào đây. Nó không được luôn đấy. Có nghĩa sẽ full điểm rồi. Và nó sẽ không được điểm ở đâu. Không thì nó đã cho mình điểm rồi anh em ạ. Đây đây, cho vào đây luôn. Chúng ta xem còn chỗ nào trống không để cho cái con Legendary mới vào nha. Nếu mà chưa đủ thì có thể nâng cấp lên. Cái này thì có thể upgrade lên này. Upgrade lên mất khoảng là 75m á. Vãi. Trường. Vì đây là level 3 hết rồi. Wow. Kinh nhỉ. Đáng sợ phết đấy. 75m cho một lần là nâng cấp. Wow. Quá quái vật. Skip này. Charm Dream Cell. Bây giờ thì thức ăn đã xong rồi. Không còn cái thức ăn nữa. Bây giờ ta sẽ chuyển sang cái khác vậy.
Dunra. Sự kiện Dunra đã mở ra rồi, bây giờ phải làm kiểu gì đây? 3-4 ngày nữa thì nó mới xong cái này. Nhiệm vụ bang hội thì cũng chưa tới. Team shop thì cũng chưa có. Silver 2. Team của chúng ta đang ở Silver 2, đang kiểu leo rank ấy, leo rank trở lại ấy. Ok. Rất rất đông một team thành viên này. Full team luôn rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ bây giờ làm gì tiếp nhỉ? Dunra Challenge thì vẫn không chơi được rồi. Hầm ngục, à multiplay đấy, thêm một vài trận để kiếm thêm điểm cái nhỉ, đúng không? Bị mấy con này đánh cho này, đánh cho sấp mặt luôn. Team của nó khá là yếu thôi. 50 này, không phải yếu đâu. Chúng ta sẽ sử dụng chiêu này. Không không, chiêu 2 chứ, quên mất phải dùng chiêu 2 thì nó mới khỏe được. Chết luôn. Cho thể kiếm thêm được 15 coin này. Đúng nhờ. Vẫn đúng rồi, chẳng chính xác vẫn được xem thêm 15 coin nữa. Nào nào, quay 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 quay. Coin, hay 50 coin. Thế là tốt rồi. Cái dưới này nó chưa hồi để mình lấy thêm game nhỉ anh em. Cái hầm ngục này. Cái hầm ngục này thì không lấy làm gì cả. Tập trung mỗi cái hầm ngục này thôi. 21 giây nữa ta sẽ đánh được cái con vua sư tử này. Không biết là team này có ăn nổi không ấy. Càng về sau nó càng khỏe hơn và level nó cao. Vãi trưởng 108. Trong khi mấy con mình có level 105 đúng không? Hình như con kia đây này, nó yêu cầu là một con epic anh em ạ. Bắt buộc phải dùng con epic thì mới chơi được. Thế cũng không phải là một cái hầm ngục easy đâu, một chút nào đâu, cũng khá khó đấy. 110 Skull Rivera 3k6, 3k7 và 3k6, 4k3, 4k. Chúng ta vẫn là nắm quyền ưu thế hơn, 2k9 này. Tốc độ vẫn sẽ là tốt hơn một chút. Ôn con này Blin Broken này, nó sẽ block hết cái kia luôn. Giết nó anh em, xuyên đam luôn. Tiếp theo sẽ là con vua sư tử, nhắm tới con vua sư tử nha. Như vậy nó sẽ còn lại đúng một con thôi. Và tỷ lệ thua của nó là rất cao, cực kỳ cao luôn. Chết đi này. Yes. Không chết ạ. Không chết à, vua sư tử thì cũng đã nằm rồi. Hồi năng lượng anh em. Làm gì làm gì làm gì. Con này thì chiêu cuối thôi. Hình như nó kháng đúng không? Evasion nhưng mà một turn đúng không? Hồi máu. Không vấn đề gì cả. Double dam. Bây giờ sẽ có double dam rồi. Không sao, đánh luôn anh em ạ. Ghe dam này, đe dam lan. Độc độc độc, con này dính độc rồi. Nó sẽ phá hủy cái gọi là train disable, có nghĩa là cái hiệu ứng mà gây ra cả được khởi tâm trí luôn. Cực kỳ là dị. Ui máu trâu thế, 48.000 á. Vai. May mà mình có cái natural weakness nhá. Không thì, thấy chưa, khỏe chưa. Team mình không phải dễ dàng ăn đâu. Cũng may là mình giết được 2 con rồi. Không thì không biết như thế nào. Không biết chơi như thế nào đây. Rồi chúng ta sẽ thêm một cái R Dendrosaurus. Đấy. Ok. Bây giờ mình sẽ đi sinh sản đây anh em. Hang động băng giá các kiểu. Thật sự rất là đẹp. Có lẽ là mình sẽ đi sinh sản. Mình sẽ sinh sản một cái chuồng nào đấy. Bên này đi. Breeding. Mình đang muốn sinh sản con Baroness Triter ấy, cái con mới ấy. Cũng không phải con mới lắm nhưng mà nó cũng khá lâu rồi. Nhưng mình chưa sinh sản bao giờ thì phải. Đâu rồi? Đấy biết nó chỗ nào luôn. Legendary thì rất là nhiều. Đây rồi, Baroness Triter này. Với một con random xem nào, con nào đây? Quỷ đến nhau với quỷ à? Không được. Quỷ thì sẽ like với gọi là thần chòm sao hoàng đạo. Ui con kia phân thân thành 3 con cơ. Chiến đấy. Ủa à không à, nó sẽ phân thân thành 2 con thôi. Nó 2 cái đầu mà. Đẹp chưa. Và không con nào chạy đi cả. Mất khoảng 14 tiếng con kia bỏ cả đầu. Rồi thì chúng ta sẽ cứ về nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Monster Legend. Bye bye.